Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 6 câu chuyện Bí mật một vụ án. Bọn giang hồ đất Bắc vốn là đối tượng đại kỵ của ông trùm trong việc bành trướng thế lực. Lão hiểu rằng không thể không liên minh với bọn này được. Liên minh trong tư thế một tay siết chặt và một tay thủ kỹ sau lưng, với dao búa rẻ chừng và sẵn sàng hạ thủ không lưu tình. Đấy là điều xưa nay ông trùm vẫn nói với đám con cháu trong nhà lẫn đàn em đệ tử thân thiết. Những thằng giang hồ trà Bắc, đầu đội nón cối xanh, chân đi dép nhựa tiền phong hoặc dép lốp cao su loẹt quẹt, chuyên mặc quần áo bộ đội màu xanh hoặc đồ thụng rộng thùng thình, hớt tóc húi cua, mặt mũi lúc nào cũng ngông nghênh, vênh váo, nhìn như đâm lê. Ăn nói cộc lốc, cụt lùn, nhìn người khác cứ như chó sói nhìn mồi. Quen ngồi xổm bên mấy con nước nhỏ ven đường, làm mấy thanh kẹo lạc và hút thuốc lào sòng sọc, rồi nhổ bẹc bẹc ra đường, cười nói nhí nhố, hở hàm răng vàng khè, ám khói và mùi thuốc hôi rình, khó có thể thương được. Dữ dằn, hung hãn bất cần đời và chuyên dùng hàng nóng trong thanh toán tranh giành nhau, và coi công an chẳng là cái đinh gì. Lão đã từng giam 3 lần đụng độ đổ máu vì bọn này, nên lão rất kinh nghiệm đối phó với chúng. Từ thập niên 1985 đến 1995, bằng nhiều thủ đoạn danh ma khéo léo khác nhau, lão từ từ vươn lên chiếm lĩnh Sài Gòn và trở thành ông trùm của những ông trùm tại đây. Những tên giang hồ nào chống đối đều bị lão tiêu diệt, hoặc không thì phải quy phục về dưới trướng của lão. Vẫn biết cũng chưa hẳn tất cả bọn giang hồ đều thuần phục, vẫn có thằng âm ức, vẫn có băng nhóm lâu lâu lộn xộn này kia, nhưng ít nhất lão đã lấn lướt qua mặt được chúng, và dù không phục nhưng cũng chẳng có thằng nào lẫn băng nhóm nào dám ra mặt đối đầu nữa. Lão thấy tạm ổn để hưởng thành quả địa vị tối cao của một ông trùm, thì bọn giang hồ đất Bắc đã tràn vào quấy phá. Đám con cháu của Xuân Tóc Đỏ và Bến Bính nhận thấy đất Bắc Hòa quá chật hẹp, cơ hội làm ăn hiếm hoi và không thể nào tung hoành bằng miền Nam, mà cụ thể là thành phố Hồ Chí Minh, năng động phát triển với nhiều ngành nghề kinh tế, du lịch, dịch vụ, văn hóa nở hoa, kèm theo các tệ nạn xã hội là vết ghẻ ngày càng lan rộng. Đấy là đất sống của chúng, những con ký sinh trùng bám theo mùi hôi thối. Dĩ nhiên bọn chúng thừa biết rằng vào đất này sẽ đụng chạm đến ai, và những cuộc chiến thư hùng tranh giành địa bàn giữa các băng nhóm giang hồ xảy ra như cơm bữa, với máu của nhiều kẻ lẫn người dân vô tội đổ xuống. Bắt đầu là những trận chiến giữa các băng nhóm của lão và mấy băng giang hồ từ Nam Định, Hải Phòng vào. Tiên hạ thủ vi cường, thằng nào nhanh tay, thằng đó thắng. Lợi dụng bọn này mới vào chưa hiểu biết về địa bàn và thế lực chưa mạnh, nên lập tức ông trùm ra tay trước ngay. Đàn em của ông trùm đưa quân đến, phá tan mấy sòng bạc ở Cống Bà Xếp, làm mất luôn đường dây buôn bán ma túy từ Trung Quốc vào thành phố qua đường tàu hỏa. Bọn giang hồ trà Bắc uất kinh người, mất trắng bạc tỷ thu được mỗi tháng từ các sòng bạc, trường đua gà và bể luôn cả đường dây vận chuyển ma túy Bắc Nam. Chúng đành thúc thủ co cụm lại. Sau khi bàn bạc tính toán, giang hồ trà Bắc quyết định cử một ông trùm người Hải Phòng bay vào. Đây là một kẻ đa mưu túc trí, nhiều mưu kế. Vừa vào, sau khi quan sát tình hình, lập tức gã cho tập hợp bọn đàn em giang hồ trà Bắc đang trốn chui nhủi tan tác khắp nơi sau trận chiến với ông trùm lại thành một thế lực hùng mạnh và mở trận quyết chiến với ông trùm. Hàng nóng, tức là súng, là thứ bọn trà Bắc ưu tiên trong trận sống mái này. Vì thế bọn giang hồ miền Nam quen theo kiểu anh hùng lương sơn bạc của mấy anh ba tàu trong phim kiếm hiệp, đã bị súng đạn đẩy bật lùi, ôm đầu máu chạy bán sống bán chết. Bọn trà Bắc tuyên bố, những gì mà ông trùm đã phá của chúng, nay chúng trả lại gấp đôi. Bọn chúng lập lại các sòng bạc tại khu Cống Bà Xếp và Biên Hòa, tấn công các sòng bạc của ông trùm tại các quận 1, 3, 4, 6, 8, sòng bạc 8 tại Tân Bình, và ngang nhiên hơn khi đổ quân đánh thẳng vào sào huyệt của lão tại hẻm Tôn Đàn quận 1. Ông trùm thất thế, vì cùng lúc này công an đang mở mấy chiến dịch truy quét mạnh tấn công các loại tội phạm trên địa bàn thành phố. Chưa kể một vài thông tin từ bạn bè thân thiết trong ngành công an cho lão biết là lão đang bị chú ý. Ông trùm thấy là cần phải ẩn nhẫn nên đành nuốt hận. Lão thần trình đi gặp bọn trà Bắc do tên trùm Hải Phòng cầm đầu để mở cuộc thương lượng. Không bao giờ lão quên được về mặt lầm lì lạnh lẽo, thậm chí không thèm nở nấy một nụ cười xã giao và cái bắt tay hờ hững lạnh nhạt tiếp chuyện của tên trùm này khi gặp. Sau cuộc gặp đã đi đến thống nhất là từ nay chia đôi lãnh địa, bọn Trà Bắc tiếp tục quản khu vực Cống Bà Xếp, khu vực ga xe lửa Sài Gòn và thêm cả khu vực Gia Long kinh doanh buôn bán xe máy, tức từ khu khách sạn Lê Lai kéo xuống tận chợ Bến Thành. Có nghĩa là gần như cả tâm điểm buôn bán kiếm ăn của bọn giang hồ Sài Gòn đều bị đám Trà Bắc nuốt chừng. Đệ tử, con cháu đàn em của lão giận điên, chúng lồng lộn đòi một trận quyết sống mái với bọn Trà Bắc. Còn gì là danh dự của lão, một anh hai Sài Gòn, một ông trùm, nay để cho bọn Trà Bắc ngang nhiên vào lập đại bản doanh giữa lòng thành phố để bảo kê, lập dòng bạc, buôn gian, bán lận. Ông trùm ngăn lại vì trong lòng có những tính toán khác. Dĩ nhiên, biết cục hận to như vậy chẹn ngang họng thì làm sao nuốt trôi cho nổi. Lão dự định chờ tình hình lắng dịu một chút, tìm sơ hở của bọn Trà Bắc và tập hợp lực lượng đầy đủ thì tính cả vốn lẫn lời với bọn chúng. Ngày đêm ông trùm miệt mài suy tính và chuẩn bị thế lực. Tiếc rằng người tính xa bằng trời tính. Giữa lúc mọi chuyện chưa đi đến đâu thì bất ngờ lão bị cục cảnh sát hình sự bắt đưa đi tập trung cải tạo theo quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố. Vố đau bất ngờ nằm ngoài mọi tính toán của ông trùm. Lão cứ tưởng mình là bất khả xâm phạm. Đâu dè. Những ngày đầu nằm trại lão cứ tưởng chuyện đùa. Đây chẳng qua chỉ là giấc mơ để nỗi đau thấm thía một thời gian dài mới gượng dậy được. Ở bên ngoài tình hình cũng vậy. Vợ con lão cho đến đàn em đệ tử trưng hửng ngơ ngác vì chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Làm sao mà ông trùm có thể bị công an bắt được? Chuyện vô lý vô cùng. Cũng mất một thời gian trấn tĩnh để lấy lại tinh thần. Cũng may, ông trùm vốn là người tính toán xa, nên cũng xây dựng được vài mối quan hệ tốt với một vài quan chức chính quyền. Và những con người này mau chóng nhận ra vụ bắt lão đi tập trung cải tạo là có vấn đề về mặt thủ tục hành chính. Họ lập tức bàn mưu tính kế, vẽ mưu ma trước quỷ cho vợ con lão bay ra Hà Nội, đệ đơn kêu oan và tác động vào cơ quan chính quyền trung ương bằng nhiều cách. Trong vụ này chỉ có bọn giang hồ Trà Bắc là thù lợi. Chúng hoan hỉ vỗ tay ầm ầm, trời giúp chúng. 3 năm nằm trong trại Thanh Hà để tập trung cải tạo, ông trùm đã suy nghĩ rất nhiều và cũng rút ra được rất nhiều bài học kinh nghiệm xương máu. Trong đó, có bài học là khi đối phó với bọn giang hồ Trà Bắc thì cần tiêu diệt thẳng tay nếu có dịp. Năm đó cũng vì chuyện ơn nghĩa trốn giang hồ, nghĩ không nên dồn nhau đến đường cùng, nên khi tấn công bọn phạm tượng này vào thành phố tranh giành đất làm ăn với mình, thì khi chúng tôi chạy thúc thủ, ông trùm vẫn còn cho chúng con đường sống, không tiêu diệt luôn. Thế là bọn chúng âm thầm tập hợp lực lượng phản công lão, đã làm lão thua đau. Nay thì không bao giờ. Đã diệt thì diệt tận gốc. Đấy là bài học lão rút ra trong những ngày ở trong trại cải tạo. Tiếp theo, bài học khác ông trùm rút ra trong đau đớn là đừng bao giờ nghĩ rằng mình là thần thánh. Sau khi lên đến địa vị ông trùm của các ông trùm, tiền bạc vào túi như nước, và lão đã dùng một phần số tiền ấy giải ra như rác đến các cơ quan công quyền, nhất là công an. Cứ tưởng với cái áo công an bọc kỹ sẽ chẳng ai đụng đến mình, nên nhất thời lão đã mất cảnh giác. Đâu ngờ, tiền của lão có thể mua chuộc được khá nhiều công an, nhưng không có nghĩa là cả ngành công an nằm trong túi lão. Vẫn còn nhiều, rất nhiều người đàng hoàng trong sạch. Thế nên lão mua chuộc được khá nhiều công an, nhưng rồi cũng bị chính công an bắt, xử lý. Đó là một sự cay đắng mà nằm trong trại lão mới nhận ra điều đó. Sự ảo tưởng với những thế lực quen biết bao che đã làm cho ông trùm mờ mắt, tưởng mình là tất cả, và kết quả là lão phải trả giá. Bài học này đắt giá quá. Thêm nhiều sợi tóc bạc của nhiều đêm thao thức trăn trở không ngủ được, ông trùm mới nghiệm ra và thề với lòng mình, không bao giờ cho phép lặp lại điều ấy nữa, không bao giờ. Tên trùm giang hồ đất Hải Phòng kia, lợi dụng trong 3 năm ông trùm vắng mặt đã thu về tiền tỷ, cộng thêm tiền tỷ qua các phi vụ vận chuyển ma túy, chưa kể tiền thu được từ bảo kê các dòng bạc cá cược. Mỗi khi nghe đám đệ tử đàn em vào bẩm báo mà ông trùm tức ứa gan. Mất ngủ đêm đó, thù hận càng chồng chất, và lão thề với lòng mình, chỉ cần ngày lão ra trại thì hắn ta phải là kẻ trả giá đầu tiên. Tiền kiếm no đủ và cảm thấy khó tồn tại ở Việt Nam lâu dài. Không sớm thì muộn, pháp luật cũng sờ gáy. Chưa kể tên trùm Hải Phòng nhận được tin ông trùm sắp ra trại, luật pháp hắn cũng chẳng sợ bởi sẽ tìm ra kẽ hở. Công an cũng không ngán bởi có tiền vẫn mua được. Với ông trùm này, hắn ngán thật sự. 3 năm trước, hắn ăn may bởi vào thời điểm đó ông trùm bị công an sờ gáy nên thúc thủ. Sau đợt hòa hoãn đó, trong khi bọn đàn em của hắn tỏ vẻ đắc chí vì đã chiếm được một phần lãnh địa ngon nhất giữa lòng thành phố để làm ăn, ngay trước bụi ông trùm mà không làm được gì, thì hắn vẫn tự nhủ là phải coi chừng. Con người này nguy hiểm khôn chừng. Hắn chẳng bao giờ quên được vẻ ăn nói nhũn nhặn, nhỏ nhẹ yếu ớt của ông trùm. Là một kẻ xảo quyệt, hắn đã đánh hơi, nhận ra sự nguy hiểm ẩn náu trong sự nhũn nhặn ấy. Nó nguy hiểm như con rắn độc khi gục đầu xuống no đòn, tưởng chết thì chính là lúc nó ngóc đầu lên, tung đòn sát thủ chết người lúc nào không biết. Chính vì vậy mà hắn vẫn dặn dò bọn đàn em không được tự đắc quá và luôn dè chừng ông trùm. Giữa lúc hắn dự định gặp lại ông trùm một lần nữa để bàn việc trả lại lãnh địa khu Gia Long Bến Thành, nói chung là đất làm ăn xưa nay vốn của ông trùm, thì hắn trả hết và chỉ xin ông trùm cho hắn giữ lại khu vực Cống Bà Xếp, khu ga xe lửa Sài Gòn và vùng ven thành phố. Hắn dự tính như vậy nhằm vút ve sự tự ái của ông trùm và tránh sự trả thù của ông trùm hay bọn đàn em bên dưới vì cay cú quái. Điều hắn cần nhất là làm sao ông trùm đừng cho quậy phá khu vực ga xe lửa. Hắn không cần mấy sòng bạc, trường gà tép danh mà cần khu vực ga thật yên tĩnh. Lý do, đây là đầu mối vận chuyển ma túy Bắc Nam, từ Trung Quốc và thành phố, và sau đó tuồn đi các nước Đông Nam Á khác qua đường bộ ngả biên giới hoặc qua cảng biển từ Hải Phòng và thành phố, rồi đi các nước châu Âu. Tiền tỷ hắn thu được từ đây, chứ không phải từ mấy sòng bạc như bọn đàn em vẫn tưởng, và đây cũng là điểm yếu của hắn, mà hắn biết trước sau gì ông trùm cũng phát hiện ra điều này. Hoặc ông trùm sẽ cho đám đàn em của mình quậy phá gây sự chú ý cho công an, hoặc bắn tin cho công an biết, và khả năng nào ông trùm cũng đều làm được cả. Nên hắn suy tính, nên trả lại tất cả những lãnh địa, chỉ xin lại một mảnh đất sống, khu vực ga là đủ. Thế nhưng trời giúp hắn, khi hắn chưa kịp gặp gỡ với ông trùm một lần nữa, thì công an đã bắt lão đưa đi tập trung. Và nhờ thế hắn có mấy năm ung dung vận chuyển, buôn bán ma túy mà không có kẻ phá hoại. Trong cuộc đời mình thì tên trùm giang hồ Hải Phòng nghiệm một điều rằng đến đúng lúc thì cũng cần ra đi đúng lúc. Nên trong chuỗi ngày hoạt động phạm pháp của mình, hắn thấy đã đến lúc rút lui. Đừng vì tiếc rẻ những đồng tiền tỷ kia mà trước sau gì cũng bị pháp luật xét xử. Chưa kể kẻ thù truyền kiếp của hắn sắp xuất hiện trở lại. Và với pháp luật có thể bị trả giá bằng những năm tháng tù đầy, còn có thể tung tiền, mua chuộc, làm sai lệch bản án lẫn công an điều tra. Nhưng với kẻ kia thì mạng sống khó an toàn. Hắn nhận ra điều đó nên quyết định rút lui khỏi cuộc chơi. Việc hắn tuyên bố rút làm cho tất cả bọn đàn em ngỡ ngàng, xúm lại năn nỉ. Nhưng hắn đã quyết thì không lay chuyển nổi. Hắn tung tiền nhờ chiến hữu ở nước ngoài đứng ra bảo lãnh xuất cảnh đi Anh. Trước ngày đi xuất cảnh, hắn làm một cử chỉ hòa hoãn nhằm bảo vệ đám đàn em còn ở lại, là gặp ông trùm, báo cho ông trùm một tin quan trọng về việc một quan chức phụ trách cục trại giam công an có liên quan đến gái, và ông trùm có thể sử dụng thông tin này để khống chế vị quan chức kia nhằm có lợi cho mình sau này. Trong những giây phút tâm tình hiếm hoi giữa hai tên trùm, thì tên trùm kia đã nói xa nói gần việc gửi đám đàn em còn lại ở Việt Nam, xin ông trùm sau này sau khi ra trại về thì tha mạng và dung nạp chúng. Làm gì ông trùm không hiểu ý hắn, cười khẩy nhạt nhẽo, ư hừ trong miệng, không hứa gì cả. Nhìn ánh mắt lạnh đến vô hồn của ông trùm, tên trùm Hải Phòng thấy lạnh lưng. Hắn chửi thầm khi về, mẹ kiếp, may mình kịp xuất cảnh đi nước ngoài sớm, nếu ở lại chưa chắc gì đã bảo toàn mạng sống với thằng này. Hắn đoán đúng. Sau khi ông trùm ra trại một thời gian ngắn thì một tên đàn em tin cậy nhất của hắn đã bị bắn gục ngay trên đường Bình Dã, một tên khác bị đâm trọng thương giữa ban ngày ở khu chợ đũi. Một loạt sòng bạc, trong khi các con bạc đang say sưa sất phạt, thì bị đám cô hồn tràn vào, dí dao, bắt úp mặt vào tường, lục lấy hết tiền bạc tư trang, kèm theo lời đe dọa, nếu còn đến sòng bạc này nữa thì sẽ khó bảo toàn mạng sống. Giới giang hồ Trà Bắc rúng động, co cụm, thúc thủ, bởi chúng hiểu đây là đòn trả thù của ông trùm. Lần này không còn nơi nào an toàn cho chúng nữa, bởi hết tên này đến tên khác bị điểm mặt cho công an bắt, hoặc bị đàn em ông trùm tấn công khắp nơi. Một số tên hoảng quá đành chuồn ra Bắc tức thì, một số tên còn lại thì tìm cách quy phục ông trùm. Ông trùm đã ngạo nghễ tuyên bố đất này không có giang hồ Trà Bắc Trà Nam gì cả, mà chỉ có một ông trùm thôi. Và nay, những kẻ thù truyền kiếp ấy lại lăm le quay trở lại. Đôi bên đều có những món nợ cũ cộng với nợ mới chồng chất, cần phải thanh toán dứt điểm. Lần này ông trùm đã có nhiều kinh nghiệm đối phó rồi, và quyết không để cho bài học xương máu cũ kia lặp lại một lần nữa. Còn ô môi kia ư, Suy cho cùng nó cũng chỉ là một con bài nằm trong tay bọn giang hồ Trà Bắc, và với ông Trùm nó cũng chỉ là một con bài thôi. Khoảng 1 giờ đêm ngày mùng 2 tháng 10 tại nhà số 17 đường Bùi Thị Xuân, trước một quán hớt tóc thanh nữ. Tuy đêm đã khuya, nhưng vẫn còn mấy cô con gái còn túm tụm trước cửa trò chuyện sôi nổi. Thỉnh thoảng có tiếng chửi thề tục tĩu vang lên lẫn trong tiếng ré cười ồn ào, cho thấy đây không phải là phụ nữ đứng đắn. Một người đàn bà đậm đà, tuổi trạc 35, hớt tóc ngắn, gương mặt sương sương với gò má lưỡng quyển nhô cao, ánh mắt sắc sảo mỗi khi nhìn ai đều lóe lên những tia quét lành lạnh như dao cạo, dễ làm người đối diện thấy rờn rợn mỗi khi đối diện với ả. Y Thị ngồi trên chiếc ghế nhựa, xoạc rộng chân, vẻ rất ngang tàng, một tay vắt chéo qua vai một cô gái ngồi kế bên, cơ trì rất thân thiết. Mỗi khi nói chuyện gặp điều đắc ý thì Y Thị đều nựng má âu yếm cô gái, thân thiết như với người tình và làm sốn mắt người nhìn. Nhưng mấy cô gái vây quanh lại như quen với điều này, thậm chí còn tỏ vẻ ghen tuông nhau, tranh giành sự âu yếm của Y Thị đỡ. Cuộc nói chuyện khá rôm rả, đề tài về tình dục, tục đến mức nếu một gã đàn ông từng trải nghe cũng phải le lưỡi lắc đầu. Thế nhưng kẻ khơi gợi đề tài này lại là người đàn bà kia, và say sưa nói với vẻ rất sành sỏi, làm đám thính giả nữ nghe thỉnh thoảng cứ phải cười ré lên khoái chí. Đêm đã khuya, sương lạnh rơi lộp độp trên mái hiên trước cửa nhà. Bóng đêm cứ dài ra, trờn vờn nhọ nhọa trên mặt đường, mà ánh đèn cao áp tít trên cao không đủ sáng, đã biến một vùng không gian đêm trở nên huyền ảo mù mờ đến lạ thường. Những tàng cây cổ thụ cao vút, xòe lá rộng, rào rạc lẫn tiếng chim vỗ cánh, và bất chợt quạc quác, một bóng chim đảo ào lượn qua đầu mấy cô gái, kêu lên những tiếng kêu quạc quạc. Eo ơi, em sợ! Cô gái ngồi gần Thị bất chợt kêu lên và quay lại rúc đầu vào ngực Y Thị vẻ sợ hãi. À vỗ vai cô gái, âu yếm, nói giọng khàn khàn. Cưng sợ cái gì? Chim ăn đêm ấy mà, có chị đây, chẳng ai làm gì cưng đâu. Tiếng chim ăn đêm báo điểm gở. Có ai đó trong mấy cô gái ngồi đó thoáng nghĩ lo âu, nhưng nhìn khuôn mặt dữ dằn của Y Thị thì không dám nói điều đó. Hắn xuất hiện bất ngờ, cứ như từ trong bóng đêm sinh ra hắn vậy. Gã đàn ông có gương mặt dài ngoẵng, nhợt nhạt như xác chết, và vóc người dong dỏng cao, gầy. Hắn mặc một bộ quần áo màu xanh thẫm, hai tay đút túi quần, thong thả đi từ phía đường Cách Mạng Tháng 8 tiến đến. Vừa đi vừa huýt sáo nho nhỏ với vẻ rất nhàn nhã của đêm đen, nhưng lại gây nghi ngại hoài nghi cho những người đi đường. Những bước chân của hắn dẫm lên lá khô giòn tan, vỡ vụn dưới chân khi tiến đến gần chỗ đàn bà con gái kia đang ngồi trò chuyện. Bước chân hơi khựng lại, hắn đảo đôi mắt cú mèo nhìn về đám đàn bà đang ngồi túm tụm, môi mím lại, ánh mắt lạnh tanh, ngời sát khí khi nhận ra đàn bà đang ngồi giữa. Hắn tiến lại rất nhanh trước ánh mắt ngỡ ngàng của mấy cô gái ngồi xung quanh. Trước khi đàn bà kịp nhận ra là có ai đó đang tiến về phía sau lưng mình, thì gã đàn ông đã rút từ trong túi quần ra một khẩu súng ngắn, nhỏ gọn, nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay, và dí sát vào đầu đàn bà, xiết cỏ. Tất cả chỉ trong giây phút tích tắc, nhanh đến nỗi đàn bà vốn không phải vừa, nhưng vẫn không phản ứng kịp. Một tiếng nổ đanh, gọn, nghẹn lại như tiếng nấc của đàn bà vì bị cú bất ngờ. Hắn đứng bắn ở tầm kề nghiêng, không thẳng góc. Nòng súng chĩa vào đầu đàn bà khoảng cách 0,5 cm và bắn. Viên đạn cỡ 9 ly của cái súng quân dụng K-59 có 5 rãnh xoắn. Đầu đạn chuyển động xoay tịnh tiến thẳng vào thái dương nạn nhân, cách đỉnh vành tai trái của 4 cm, với tốc độ là 315 m/giây, làm mép lỗ đạn bị vào phá rộng, bong tróc, tạo thành một vết thùng hình bầu dục kích thước 0,8 x 0,6 cm, có màu đỏ cánh sen do các boxy hemoglobin và carbon simioglobin. Do bắn ở tầm gần kề nghiêng nên bụi thuốc súng tạo thành một vòng tròn vành hẹp màu xám tối, làm cháy một mảng tóc ra đầu. Vết thùng đã bị bầm dập tụ máu và ám khói đen bờ, bầm tụ máu ở má và gò má phải của ả. Đường đạn xuyên qua bán cầu não trái làm vỡ sọ, nứt xương thái dương, xương trán và trầm trái. Quá trình đạn xuyên qua bán cầu phá vỡ một số xương sọ bị cản nên không thoát ra ngoài và kẹt nằm ở vùng gò má bên phải, chiều thẳng đứng, từ trên đi xuống, và từ bên trái sang bên phải, vì hắn đứng, ngồi. Tất cả đã biến gương mặt người đàn bà vốn mang cái dáng dấp thô kệch của đàn ông càng trở nên xấu xí lạ lùng, tái nhợt, nát bét, bầy nhầy và gục chết ngay tại chỗ. Cả cuộc đời tung hoành ngang dọc khắp trốn giang hồ, chém giết chẳng biết bao nhiêu kẻ, ra lệnh hạ thù cũng không biết bao nhiêu người không lưu tình. Hai bàn tay với máu tươi nhiều đến nỗi giá có rửa nước biển khơi may miết sạch. Cứ tưởng với thanh danh khét tiếng tàn bạo lẫy lừng trốn Nam Bắc, đến công an nghe tiếng cũng phải lắc đầu ngao ngán chào thua. Cái kẻ vào tù như cơm bữa này thì còn ai dám động chạm đến à? Vì thế Thị từng huênh hoang tuyên bố, trong gầm trời này chẳng một thằng trùm nào có thể làm cho Thị sợ, nếu không nói ngược lại là phải sợ Thị. Phạm thượng, quá phạm thượng. Vì tự tin và táo tợn, không kiêng nể trời đất thần thánh này, Y Thị quên mất rằng trong gầm trời này anh hùng giang hồ nhiều lắm. Một đàn bà không rõ được cái hung hãn như Thị, bất quá cũng là trí khôn đàn bà nửa vời như chiếc cơi đựng trầu, áo mặc xào qua khỏi đầu. Thế đấy, và phải trả giá. Chết nhanh, chết gọn, chết nhẹ nhàng, máu tươi bắn ra vung vãi thành vũng. Xem ra vẫn là trời thương cho một kiếp người sinh ra vốn đã không được làm đàn bà trọn vẹn. Đành lấy sự hung dữ tranh giành với người đời để khẳng định mình, chứng minh mình, và đêm đêm vẫn âm thầm nước mắt rơi ướt đẫm gối, tự hỏi mình là ai. Xác đàn bà được bọn điện tử đàn em cho vào quan tài bọc kẽm chở máy bay từ thành phố về nơi chôn nhau cắt rốn, và tổ chức một đám ma lớn nhưng kỳ quái nhất tại thành phố Hải Phòng từ trước đến nay, làm nghẽn nghẹt biết bao nhiêu con đường bởi dân chúng đổ xô ra xem vì hiếu kỳ. 18 cô gái mặc áo dài trắng đi xung quanh chiếc xe ma chở quan tài, vừa đi vừa rắc hoa tươi cho trinh nữ. Hộ tống hai bên còn có một đám thanh niên mặc đồ đen, và không hiểu tại sao lại thêu trên ngực một bông sen trắng. Mặt mày chúng rất băm trợn, hầm hầm nhìn ai như là muốn ăn tươi nuốt sống. Cuối cùng là một lũ đàn em đệ tử của Y Thị lẫn cả bạn bè trong giới giang hồ đi theo viếng. Đám tang kéo dài rằng rạc qua mấy con phố, có thêm phần náo nhiệt bởi một lũ đồng cô bóng cậu ăn mặc sặc sỡ nhảy múa lưng tưng như muốn chia sẻ phần thiệt thòi về giới tính cho khổ chủ khi về thế giới bên kia mà vẫn chưa biết mùi đàn ông là gì. Vì vậy là còn trinh nữ trăng. Hiểu như thế nào về cái trò lố bịch này nhỉ? Bạn thở dài hỏi anh. Một sự coi thường pháp luật trắng trợn. Có lẽ là vậy. Còn về người đàn bà này, sinh ra trong một gia đình đông anh em, mẹ chết sớm, cuộc sống gia đình nghèo khó, bản thân lại có xu hướng đồng tính nữ, nên nhìn chung từ nhỏ Y Thị đã bị nhiều lời đàm tiếu lẫn hắt hủi của gia đình và mọi người. Nhưng điều đó dần dần hình thành nên cá tính của Thị. Thật ra khi vào tuổi dậy thì Thị cũng đã từng yêu, tìm đàn ông để xóa bỏ mặc cảm của bản thân. Cũng yêu dăm 3 lần, để rồi Thị nhận ra rằng chẳng đàn ông nào có thể xứng với mình cả. Đàn ông trong mắt Thị đều là những thằng không đáng gọi là đàn ông, yếu đuối, hèn hạ đến thảm hại. Thế nên sau này Thị tuyên bố công khai là không cần đàn ông trong cuộc đời mình nữa. Hay nói cách khác, tự Thị cũng là đàn ông khi cần. Thiên hạ nghe mà xanh mắt mèo. Hay thật. Lâm ly và ương ngạnh, cứng đầu cứng cổ, rất hung hãn, tính tình như đàn ông, sẵn sàng lăn xả vào những trận đánh nhau bất phân thắng bại để tranh giành sự thắng thua. Dần dần Y Thị đã nổi danh trong đám trộm cắp, và khi lớn thì ngày càng tạo được uy tín, vị thế trong đám giang hồ Hải Phòng, vốn là vùng đất giữ với dân anh chị đâm chém nổi tiếng cả nước. Nhiều bậc đàn anh trong giới cũng phải gật gù khen ngợi và chấp nhận Y Thị như bằng vai phải lứa. Để làm được điều này không phải dễ dàng với Y Thị, mà đó là sự trả giá bằng nước mắt, thậm chí bằng máu. Những trận đâm chém bầm dập, thương tích đời mình, và cuối cùng là những bản án nhà tù để lấy số má trong giang hồ. Ban đầu, dĩ nhiên đám giang hồ Hải Phòng Hà Nội đâu dễ gì chấp nhận một đàn bà chân yếu tay mềm có thể len vào cái trốn của chúng. Thế nhưng sự liều lĩnh không sợ trời đất, sẵn sàng thanh toán thẳng tay kẻ đối đầu, trừng trị đến nơi đến trốn kẻ thách thức quyền lực, tất cả đã làm bọn chúng phải ngán ngẩm, cho đến một ngày thừa nhận Y Thị như một trùm giang hồ thực sự mà quên mất rằng ban đầu chúng dè bỉu cái tính đàn bà nửa vời của Thị. Thật ra Y Thị đâu có phải là đàn bà. Tổ chức hẳn những công ty cờ bạc ở Kiến An, Hải Phòng, tự đứng ra làm cái, góp tẩy 40 triệu đồng một ngày trong một chiếu bạc, và rất sòng phẳng với bọn đàn em. Kẻ nào góp nhiều thì cuối ngày lờ lãi chia đều, đủ, rất công bằng, không lấy thế bề trên chèn ép. Vì thế bọn đàn em rất phục Thị. Chính vì vậy mà dần dần Y Thị đã xây dựng được một đội ngũ đàn em đầu gấu nhưng rất mực trung thành, có tai mặt khắp nơi để bảo vệ sòng bạc của Y Thị. Ngoài cờ bạc thì còn tổ chức cá cược bóng đá xuyên quốc gia, thường thắng cuộc. Trong vòng mấy năm trở lại đây, chị em Thị giàu lên thấy rõ. Sau khi tiền bạc dùng rèng thì bắt đầu chuyển sang làm bà trùm, với việc bảo kê một số chợ, kiều vạn, dân xe ôm và tiến hành thu thuế. Cũng giống như ông trùm tại thành phố, thì cũng rất giỏi chiêu bài làm từ thiện qua việc quà cáp biếu xén cho người nghèo, đứng ra giải quyết những tranh chấp xích mích của bọn đàn em, giải quyết việc làm cho những ai nhờ vả và sẵn sàng chi tiền cho những ai túng thiếu đến xin. Chẳng mấy chốc uy tín của Y Thị lên như diều gặp gió. Ngoài ra, dân giang hồ vẫn còn nể phục thị trong việc táo tợn tổ chức một vụ trốn tù nhằm gây tiếng vang lớn trong giới, nhất là để dằn mặt bọn đối địch. Chưa kể trận tấn công táo tợn đánh thẳng vào bọn giang hồ Hà Nội với những tên khét tiếng như Khánh Trắng, Phúc Bổ để lấy số má trong giang hồ. Rồi cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa băng giang hồ của Ả với hai băng giang hồ của Trùm Cú Nên và Trùm Lân Già làm rung chuyển giang hồ đất cảng Hải Phòng. Tất cả chỉ chấm dứt sau khi lực lượng công an ra tay truy quét bắt gọn tất cả các trùm băng đảng đưa ra tòa xét xử. Kẻ đối địch nhất là tên trùm Phạm Đình Nên, tức Cú Nên, người đã từng tìm nhiều cách để triệt tiêu thị, từng tuyên bố một ngày còn hắn là không có thị thì bị lãnh án tử hình. Trùm Lân Già 14 năm tù, còn thị xem ra tòa vẫn nương tay với mức án 7 năm tù. Hay là tòa sợ dư luận đồn đại khi đám đàn em của thị kéo đến ngồi chật cả phiên tòa, ngang nhiên đe dọa ai mà xúc phạm đến Y Thị thì sẽ bị đánh quẻ chân, nên các ông tòa lẫn hội đồng xét xử hãi. Ra tù với mấy cái án trên vai, thành tích lẫy lừng, đám đàn em quay tới đề nghị dựng lại băng nhóm làm ăn tiếp. Thị lắc đầu. Hải Phòng bây giờ khác Hải Phòng xưa rồi. Thành phố ngày nay càng trở nên cũ kỹ tàn tạ mốc thếch với những gương mặt già nua, yếu đuối. Nó không còn là xứng tầm là cái thành phố cảng kinh tế đầu tàu của miền Bắc như trước kia nữa. Đất cảng đã hết quyến rũ thị. Năm tù, Y Thị đã suy nghĩ nhiều và quyết định phải nam tiến. Miền Nam, cụ thể là thành phố Hồ Chí Minh phồn hoa, sẽ là mảnh đất màu mỡ để thị làm ăn. Vì thế Y Thị đã quyết định rời Hải Phòng vào Nam. Dĩ nhiên khi đặt chân vào thành phố, Y Thị thừa biết ông trùm đất này là ai. Đều là dân giang hồ chợ búa, nên Y Thị đã tuân theo những nguyên tắc ngầm của nó. Lấy vai thứ đàn em phương xa tìm đất sống đến gặp ông trùm xin ra mắt trong một mảnh đất làm ăn tồn tại. Là vai người lớn, nên ông trùm đã chấp nhận và chia cho thị một số lãnh địa làm ăn để kiếm sống. Thế nhưng sau mấy năm tạm làm kẻ dưới thì con đàn bà này ngày càng quá quắt. Lòng tham không đáy dần dần trỗi dậy, thách thức quyền uy của ông trùm, xâm chiếm một số lãnh địa béo bở của ông trùm. Vì thế nó phải trả giá. Bạn anh lại cười. Có vẻ như quá đủ chứng cứ để xử lý hắn ta nhỉ? Anh cũng cười. Đây là những thông tin ban chuyên án nắm được qua nhiều nguồn tin. Nguyên tắc hiểu là thế đó. Nhưng nó cũng không phải là chứng cứ thuyết phục, bởi chỉ mang tính kể lại chứ chưa chứng minh được điều gì. Đúng thế. Bạn anh gật đầu. Nhưng ít nhất nó cũng cho chúng ta một hướng điều tra chứ. Đúng vậy. Anh thừa nhận. Tao đã suy nghĩ rất kỹ và hiện đang hướng các trinh sát lực lượng cơ sở điều tra theo hướng này. Cái chết này dứt khoát phải liên quan đến tên trùm rồi. Nhưng liên quan đến mức độ nào và có đúng là hắn ta là kẻ chủ mưu trong vụ giết đàn bà này hay không thì cần phải điều tra làm rõ. Khó đấy. Bọn mafia Việt Kiều bước đầu đồng ý với ông trùm về một kế hoạch làm ăn. Trước hết chúng sẽ đầu tư về Việt Nam, mở một số dịch vụ hợp pháp mà luật pháp cho phép như nhà hàng, khách sạn, nắm số Việt Kiều, ngoại kiều đang đầu tư vào Việt Nam. Lão sẽ giúp chúng trong chuyện đó. Sẽ có những doanh nhân ngoại kiều nằm trong sổ đen, bắt cóc tống tiền, đe dọa trấn lột giữa những băng đảng mafia quốc tế, và ông trùm sẽ là đầu mối của chúng tại Việt Nam. Bọn chúng sẵn sàng tung tiền cho lão khi cần, nhưng ông trùm lại không cần. Thực tế giữa đôi bên đã manh nha hình thành đường dây rửa tiền quốc tế. Lợi dụng chính sách thu hút đầu tư của Việt Nam, chúng tuồn tiền vào đầu tư xây dựng nhà hàng, khách sạn, hoạt động kinh doanh có lãi hoặc không có lãi, thậm chí là lỗ, nhưng để rút sạch tiền từ Việt Nam ra. Hình thức này đối với ông trùm chẳng mới mẻ gì, bởi hiện nay ông trùm cũng đang tích cực đầu tư tiền vào một số dịch vụ như trên. Lão cũng tính chuyện chuyển tiền qua Mỹ, Úc để mua bán bất động sản, tính đường dưỡng lão lâu dài về sau. Thông qua thằng con rể Việt Kiều Mỹ, giữa đôi bên cùng hình thành đường dây đưa thuốc lắc, viên gây nghiện ecstasy vào Việt Nam, tổ chức mua bán dâm quốc tế, tổ chức đường dây cá cược bóng đá quốc tế và trao đổi kinh nghiệm trong việc hoạt động cờ bạc, cá độ. Ông trùm khá hài lòng về điều ấy. Nguồn lợi thu được ngày càng nhiều hơn, và có một điều quan trọng không kém là lão phát huy được thế lực, thanh thế ra nước ngoài, củng cố vị thế đứng ở trong nước. Tuy nhiên, có những điều ông trùm không ngờ là bọn mafia nước ngoài cũng không dễ gì bỏ mảnh đất béo bở như Việt Nam trong thời buổi kinh tế thị trường phát triển này, và không phải băng nhóm mafia nào vào đây cũng muốn bắt tay với lão. Một quy luật muôn đời của mafia là chém giết để tranh giành lãnh địa, nên chẳng dễ gì liên kết làm ăn, mà là ăn trọn. Đó là sự thật. Đấy vốn là nguyên tắc tranh đấu sống còn của ông trùm bao nhiêu năm nay đấy thôi. Và đối thủ này là những băng đảng mafia người Hoa. Trong chuyện này, mỗi lần nhớ lại cuộc chia tay với lá bạn già người Hoa thì ông trùm có cảm giác bâng khuâng trong lòng. Nhiều lúc ông còn tự hỏi về sự thân thiết, kiểu hiểu biết lẫn nhau trong bao nhiêu năm qua, giữa lão giả người Hoa này với mình là cái thứ tình cảm gì. Tuy không giữ vị trí ông chủ mafia, điều khiển hoạt động của băng đảng người Hoa tại những nước Đông Nam Á, nhưng với vị trí huyền vũ của mình, lão giả mafia vẫn có tiếng nói và tác động nhất định với băng đảng của mình. Ví dụ trong việc phân chia lãnh địa làm ăn, địa bàn của ai nấy quản, không xen vào, người Hoa thì của mafia người Hoa, người Việt thì của các băng nhóm người Việt tại thành phố này. Hoặc nếu băng đảng nào quần lão có làm ăn tại thành phố, có thể có sự liên kết với ông trùm. Từ ngày có thỏa thuận ngầm qua sự giúp đỡ của lão bạn già người Hoa, chưa bao giờ ông trùm để đàn em quấy phá khu vực làm ăn của người Hoa. Và lão mafia giả này cũng tác động không cho băng nhóm người Hoa nào bén mảng đến vùng đất của ông bạn mình. Ngoài ra, coi như thắt chặt thêm tình thân. Đó là lời của lão mafia già người Hoa, thỉnh thoảng cung cấp cho ông trùm một số thông tin có giá trị, cũng như ngấm ngầm ủng hộ ông trùm và băng nhóm bành trướng hoạt động thông qua sức mạnh của băng nhóm lão trong khu vực. Nó được gắn bó suốt mấy chục năm và còn là giúp đỡ lẫn nhau trong công việc, cũng theo tinh thần đôi bên cùng có lợi, và có lẽ vì thế mà nảy sinh tình cảm. Ông trùm tự hỏi, tình cảm giữa hai con cáo già sành sỏi mưu ma chức quỷ trong cái thế giới giang hồ tăm tối đảo điên, chém giết tàn sát lẫn nhau kia để mà nương nhau cùng tồn tại, đó là cái thứ tình cảm gì? Hẳn phải cực kỳ hiếm hoi. Hôm ấy, đột nhiên lão già người Hoa gọi điện mời ông trùm đi ăn tối. Có điều gì đó bất thường ở cuộc ăn tối này. Ông trùm linh cảm như vậy qua giọng nói của lão già có điều gì khang khác. Xưa nay thì thi thoảng lão và ông trùm cũng gặp nhau. Đó là điều bình thường. Hôm nay thì tôi mời, mai anh mời. Và cũng lạ, cả hai lão già ki bo giống nhau. Ông trùm nhiều lúc phì cười vì điều đó. Gặp nhau ăn nhậu, chia nhau trả tiền cẩn thận đến từng đồng từng cắc, cũng chẳng thèm bo cho phục vụ bàn. Nên tiết kiệm ông trùm ạ. Lão mafia già người Hoa than vãn. Thời buổi này đồng tiền kiếm đâu phải dễ, cũng chẳng biết có nhiễm cái mác xì cháo quầy của lão già hay không. Nhưng quả thật mỗi khi đôi bên cãi nhau thì tính đến từng xu. Kể cũng ngộ nghĩnh cho những kẻ ném tiền tỷ, tiền trăm triệu qua cửa sổ như bỡn. Đấy cũng là đặc điểm gắn bó của hai lão trùm, đều là những tên giang hồ già đời lọc lõi và hiểu nhau quá. Thành nguyên tắc ngầm mỗi khi gặp nhau là những câu chuyện bàn trà, và cả hai đều không bao giờ nói về công việc làm ăn của nhau, chỉ là những chuyện vu vơ, vớ vẩn. Nhưng rồi nhiều lúc công việc vẫn cứ chen vào. Chiếc xe ô tô dừng bên kia đường, ông trùm đưa chân bước ra ngoài. Thằng tài xế hỏi chừng nào đón. Ông trùm lắc đầu. Lúc nào ta điện thoại thì hãy đến, mà chắc là khuya đấy. Phía bên kia đường, lão trùm già người Hoa trong bộ đồ xá sẩm màu nhạt với đốm hoa lớn, miệng ngậm chiếc tẩu thuốc luôn nhả hơi phì phèo, chân đi đôi dép loẹt quẹt, dáng đi nhàn nhã, và là hình ảnh đặc trưng của một ông già người Hoa như bao vạn người Hoa khác tại thành phố này. Có lẽ vật sang trọng duy nhất gắn bó mấy chục năm nay với lão già này, ngoài bộ ấm chén trà, thì chính là chiếc gậy gỗ rất ít khi dùng để chống đi. Màu đen bóng với đầu rồng có gắn hạt ngọc trai tía, là biểu tượng của huyền vũ trong băng đảng mafia của lão mà người bình thường không thể nhận biết được. Nhưng cũng chẳng bao giờ lão đem cây gậy này đi đâu, và nó được giấu kỹ đâu đó trong ngôi miếu thờ bà của lão. Chỉ một lần duy nhất hứng chí lão mới đem ra khoe với ông trùm. Vật kẹp đách thường xuyên của lão vốn là một cuốn binh pháp Tôn Tử Võ. Lâu lâu ông trùm vẫn thấy lão đem cuốn binh pháp ấy ra đọc, nghiền ngẫm. Từng trang giấy vàng ố chữ Hán loằng ngoằng, ông trùm tự hỏi, chẳng biết lão tìm được cái gì trong cuốn binh pháp này để áp dụng vào hoạt động của băng nhóm mình. Hôm nay nhìn lão ăn mặc có vẻ sang trọng, dáng vóc đường bệ khác hẳn vẻ nghèo nàn thường khi của lão già giữ miếu. Ông trùm tinh ý nhận xét. Lại một vẻ khác thường nữa. Và bây giờ ông trùm hiểu rằng nhất định đã xảy ra điều gì đó. Hầy à! Cũng một lời chào lơ lớ giả bộ của lão khi siết chặt tay ông trùm. Cả hai người đi loanh quanh dạo mát ngắm nghía phố phường, trước khi vào một tiệm cao lâu nằm sâu trong con hẻm nhỏ đường Khổng Tử. Phải là dân rảnh ăn, quen biết, chứ người bình thường không thể nào hình dung nổi. Sâu trong con hẻm ngoằn ngoèo hun hút, nhà cửa thì chi chít dựa lưng nhau, lại có một tiệm cao lâu nhỏ, sang trọng, kín đáo, và đồ ăn nước uống được đưa từ chính gốc Hồng Kông, Macao qua, với những đầu bếp có tay nghề cũng từ bên ấy sang phục vụ. Và mang đậm nét đặc trưng hàng quán của người Hoa, là bất kỳ đồ phục vụ gì cũng đỏ rực, vàng chóe, từ chiếc khăn trải bàn đến những chiếc ly uống nước, cho đến bộ quần áo nhân viên. Màu đỏ rực là một thứ màu mà người Hoa trong đó cả người Việt thích thú đam mê đến kỳ lạ và mang đậm tính mê tín. Chưa kể ngay ngoài cửa bước vào, bao giờ cũng là tượng ông địa bụng phệ, lúc nào cũng cười toe toét, tay cầm thỏi vàng to tướng, và bên trong một chút nữa là bàn thờ quan công, mặt đỏ râu dài, lúc nào cũng nghi ngút khói hương. Là một ly rượu sâm nhỏ, lão già người Hoa chống cằm tư lự nhìn xuống con hẻm nhỏ phía dưới mà người đồng bào của lão, những người dân lao động đang tất bật đi ra đi vô, trao đổi nói chuyện với nhau rào rào với đủ âm thanh thứ tiếng vùng miền của Trung Quốc. Đâu có người Trung Quốc thì ở đó ồn ào như chợ vỡ, chẳng phải mọi người vẫn thường nói như vậy sao? Nét mặt đăm chiêu, lão già nói khẽ. Mỗi khi nhìn con đường này, những căn nhà trên phố, những gương mặt đồng hương của tôi đang tất bật đi lại, tôi cứ cảm giác như mình đang sống lại ở Thượng Hải, Hồng Kông, hay một con phố sầm uất nào đó tại Macao, Mỹ. Ông trùm nín thinh. Lão tò mò nhìn lão già người Hoa và thầm tự hỏi, không biết lão già này hôm nay tính dở trò gì mà lại tỏ vẻ uy mị như vậy. Tôi già rồi, lão già người Hoa nói như than, sắp đến tuổi chi thiên mệnh rồi ông trùm à. Ông trùm bật cười nhẹ, thì ai chẳng phải có lúc già, đến như lão đây cũng sắp 60 rồi còn gì. Mà già thì nên phải rút lui thôi, nhưng cho lớp trẻ. Ông trùm nhún vai. Ủa, tôi nghĩ chắc ông phải lên một vị trí cao hơn chứ. Không phải vậy. Lão già người Hoa lắc lư cái đầu bạc phơ như cước và cũng chỉ còn lơ thơ vài cọng. Rút lui luôn, ông trùm mà, tôi rút luôn. Tại sao? Lần này thì ông trùm thực sự sửng sốt, nghi hoặc nhìn lão bạn già của mình. Trong truyền thống Á Đông, nhất là người Trung Quốc, thì người già vốn luôn được kính trọng, mặc dù có nhiều người chẳng còn làm được việc gì nữa ngoài việc tán nhảm và cản đường người khác đi. Ông trùm biết được trong tổ chức mafia của lão già người Hoa này, tuổi tác càng cao thì càng chiếm được vị trí kính trọng và luôn có tiếng nói uy tín nhất định trong mọi vấn đề của tổ chức. Với một lão mafia đầy mưu mẹo, kinh nghiệm và uy tín như lão trùm này, khó có thể nói chuyện về hưu được. Lão trùm mafia thở dài, ưu tư. Cuộc đời khó ai đoán được trước điều gì cả ông trùm mà. Tôi nghĩ chắc có chuyện gì khác. Ông trùm hỏi nhưng không hy vọng lão già người Hoa trả lời. Trong các tổ chức mafia người Hoa, yếu tố bí mật luôn mang tính sống còn của tổ chức và trả giá bằng sinh mạng nếu một thành viên nào đó phản bội hoặc tiết lộ bí mật của băng nhóm ra ngoài. Tất cả đều cho rằng tôi đã già rồi, mà người già thì thường vô dụng lầm cầm. Thời buổi bây giờ là thời buổi của Internet, của bắn súng vèo vèo, phóng xe mô tô phân khối lớn như bay trên đường phố, tán tỉnh nhau câu trước câu sau là có thể tót lên giường rồi, chứ không phải là chủ nghĩa tam dân của chúng tôi ngày xưa. Lão trùm già nhếch mép cười gằn, ánh mắt long lên vẻ tức giận, nhưng chỉ một thoáng qua thì chìm xuống trong vẻ cay đắng bất lực. Tôi đành phải rút lui thôi, ông trùm hiểu không? Đến đúng lúc thì cũng nên đi đúng lúc chứ. Bây giờ ông trùm đã hiểu phần nào chuyện về hưu của lão trùm mafia này và im lặng. Lão ta đã bị bọn đàn em trẻ trong băng đảng của mình quyết định loại ra khỏi cuộc chơi, với lý do già không theo kịp nhu cầu phát triển của băng đảng. Đối với bọn chúng bây giờ là sự tranh giành nhau quyết liệt để kiếm tiền và hưởng thụ, không có cái thứ chủ nghĩa ưu ái dân tộc gì hết, ngoài chuyện buôn lậu ma túy và kiếm tiền bằng mọi giá, mọi cách, thủ đoạn miễn thành công. Sẵn sàng xuống tay với đối thủ, dù hôm qua còn là chiến hữu, nhưng nếu hôm nay thành vật cản đường, bọn chúng không cần sự liên kết tương trợ nào cả ngoài sự cạnh tranh, chém giết. Những từ văn hóa hay bản sắc dân tộc gì đó trở nên lạ tai, khó nghe, khó chịu và nên vứt bỏ. Thật ra so với những chiến hữu cùng thời, kẻ chết mất xác, kẻ thương tật sống lê lết và kẻ chết vì trác táng bệnh tật, thì lão mafia già này vẫn là người may mắn nhất với sự tồn tại dẻo dai qua tháng năm làm khối kẻ ghen tị. Lão tâm sự như vậy với ông trùm. Băng đảng mafia của lão trong những thập niên 60-70 của thế kỷ trước cũng là những cuộc chém giết kinh người để tồn tại. Thực tế, chủ nghĩa tam dân của băng đảng lão dương lên chẳng qua là mị dân, màu sắc ái quốc để thu hút thêm cộng đồng người Hoa ở hải ngoại tin tưởng vào băng đảng, chứ thực tế chẳng có ý nghĩa gì với băng đảng của bọn lão cả. Ông trùm cười thầm khi nghe lão già nói, vì thấy mình đoán đúng. Hôm nay sống, chưa biết ngày mai sẽ ra sao, thì lấy gì mà ái quốc tam dân. Trong cơn buồn bực vì thấy mình bị băng đảng rũ bỏ phũ phàng, Lão già này nói huỵch toẹt luôn cho ông chủ nghe lý do nào mà người sáng lập ra băng đảng này theo cờ Tôn Trung Sơn, thành tổ phụ của băng nhóm. Thì lão giả kết thúc câu chuyện về sự thật của người lập ra băng đảng với một sự thật trần trội đến tàn nhẫn. Ông trùm nhún vai. Lão chẳng ngạc nhiên lắm. Lần đầu tiên khi nghe lão giả này thao thao bất tuyệt về chủ nghĩa tam dân của Tôn Trung Sơn và hoạt động nêu cao cái đạo nghĩa của băng đảng này thì lão đã nghi ngờ rồi. Chỉ có điều không ngờ là bức màn hạ xuống nhanh quá. Trước khi định cư tại thành phố này, lão mafia già đã từng trôi nổi khắp các châu lục, chủ yếu là các nước Đông Nam Á, và là một sát thủ có tiếng được gọi là Thanh Long. Cũng từng mấy lần tưởng chết mất xác. Sau cái lần bị vết đâm chí mạng tại Macao, tưởng vĩnh viễn ra đi. Được cứu sống nhưng sức khỏe giảm sút trầm trọng, thì được băng đảng ghi công cho chuyển sang vị trí huyền vũ, tức quan quản phần tài chính của băng nhóm, và chuyển ẩn cư tại thành phố này với vai trò giúp băng đảng điều tiết hoạt động tại thành phố lẫn một vài nước trong khu vực. Nhất là sau 30 tháng 4 năm 1975, khi Việt Nam có nhiều thay đổi thì băng nhóm của lão cũng cần phải điều chỉnh cho phù hợp. Ngoài ra, trong vị trí huyền vũ, lão còn làm công việc điều chuyển ngân lậu, rửa tiền mặt của băng đảng trong khu vực Đông Nam Á. Thấm thoát cũng hơn 30 năm. Và bây giờ, lão già người Hoa nhún vai. Huyền vũ hay không cũng vậy. Đối với tôi, cuộc đời đã chấm dứt. Thật ra, lão cũng chẳng ham hố gì nữa mà dự định xin rút lui khi tuổi 70 tròn. Điều làm lão ấm ức là vai trò và công lao của lão trong băng đảng không được bọn đàn em đệ tử, thậm chí con cháu sau này đánh giá đúng mức. Đã thế, chúng còn cho rằng với cái kiểu dề già của lão là không hiệu quả, nhiều lúc còn câu nệ hình thức và hay cả nể, nói chung là vô dụng. Lão kết luận câu chuyện của mình với ông trùm bằng một giọng nói buồn rầu đầy chua chát. Quy luật của giang hồ chăng? Ông trùm tự hỏi. Hôm nay tôi muốn mời ông trùm ăn với tôi một bữa cơm chia tay, mai tôi đi rồi. Ông sẽ đi đâu? Lại một lần nữa, lão buột miệng hỏi một câu chuyện không nên hỏi, và chắc chắn không có câu trả lời. Nhưng cũng thật bất ngờ, lão già người Hoa đã trả lời câu hỏi đó. Tôi có một căn nhà ở Hồng Kông, ông trùm à. Cũng dành dụng được món tiền nhỏ để đầu tư vào mấy đứa cháu nội, cho chúng nó ăn học đàng hoàng. Nếu một dịp nào đó ông trùm đi Hồng Kông, thì hãy ghé thăm tôi. Đây là địa chỉ. Sau này có dịp đi Hồng Kông, ông trùm có đến địa chỉ ấy thăm lão bạn già cố tri nhưng không gặp. Lần theo con đường nhỏ ngoằn ngoèo hun hút sau cả tiếng đồng hồ, ông trùm mới tìm được vào nhà của lão bạn già. Vừa dậm chân vào phòng thì ông trùm đã ngỡ ngàng trước tấm di ảnh của lão trên bàn thờ nghi ngút khói hương. Ông ta đã chết, và chết rất bất ngờ. Một buổi chiều, đang chơi cờ với mấy người bạn, có một nước cờ căng thẳng, suy nghĩ quá, và thế là gục ngất luôn trên bàn cờ, cấp cứu không kịp. Ông trùm ngẩn ngơ, đi nhanh vậy ư? Khi thắp mấy nén nhang lên bàn thờ, nhìn tấm di ảnh và bất chợt ông trùm bắt gặp ánh mắt tinh danh như đang còn sống của lão bạn già nhìn mình, thì ông trùm tin rằng không thể nào lão già ma quái này có thể chết dễ dàng như vậy được. Cả cuộc đời lăn lộn trong thế giới mafia thì đâu dễ gì lão già khôn ngoan này buông xuôi nhẹ nhàng như vậy. Nhớ lần chia tay ấy, ông trùm chỉ cuốn binh pháp Tôn Tử Võ mà lão bản già thường xuyên mang theo để trên bàn hỏi đùa. Sao? Lão đã tìm được trong ấy một mưu mèo nào chưa? Lão chỉ cười khi không trả lời. Sau này có thông tin nửa hư nửa thực, vì làm việc chuyển ngân lậu và rửa tiền cho băng đảng nên lão ta đã ăn cắp của băng đảng mình một số tiền lên đến cả $1.000.000. Khi bị bọn chúng phát hiện truy ra thì lão đã lấy cái chết đó để tạ lỗi, tránh bị trừng phạt. Nhưng điều quan trọng hơn là số tiền ấy sẽ không bao giờ quay về với băng đảng của mình. Nó đã biến mất vĩnh viễn, được đầu tư ẩn ngược lại hợp pháp cho mấy đứa cháu lão qua những danh nghĩa khác mà băng đảng lão có biết, có lồng lộn lên cũng chẳng làm gì được. Trong cái thế giới tài chính phức tạp mênh mông, với hàng tỷ tài khoản chương mục nằm trong các tổ chức tài chính kinh tế ngân hàng trên khắp thế giới này, việc truy tìm số tiền đó quả là mò kim đáy bể nếu chủ nhân của nó không để lại mật khẩu và hướng dẫn cách truy tìm. Có lẽ lão giả mafia mưu mẹo kia đã tìm thấy trì dẫn trong cuốn binh pháp Tôn Tử Võ rồi. Trong 36 kế sách, thì Tẩu Vi thượng sách. Lão đã kịp Tẩu Vi về thế giới bên kia với một khoản tiền lớn, không phải mấy đồng đô la âm phủ, mà là đô la Mỹ thật. Một đoạn đau nhớ đời của những tên trùm băng đảng như muốn nhắc chúng rằng đừng bao giờ dại dột coi thường những kẻ già như lão, bởi đấy không phải là già, mà cáo già. Chẳng biết chuyện có thật hay chỉ là tiểu thuyết rẻ tiền, không hiểu sao ông trùm cứ tin là có thật. Bởi ông trùm hiểu lão bạn già danh ma của mình. Đó là câu chuyện của lão ta. Sau khi lão trùm người Hoa rời thành phố, điều làm ông trùm tiếc nhất là mất đi những nguồn thông tin quan trọng. Thỉnh thoảng lão ta vẫn báo cho ông trùm biết. Ngoài ra, thỉnh thoảng lão ta còn hỗ trợ cho ông trùm trong việc điều khiển băng nhóm của mình hoạt động. Hiểu nhau quá, và nay người mới phải làm lại từ đầu. Trước khi ra đi, lão trùm chỉ nói mấy lời ngắn gọn động viên với ông trùm. Mafia thời chúng tôi, của những thập niên 60-70 thế kỷ trước khác bây giờ nhiều lắm ông trùm mà. Chúng tôi tôn trọng tình cảm và sự liên kết thân thuộc trong làm ăn. Có làm gì thì làm, nhưng cũng phải ngó trước trông sau. Còn bây giờ, lão ta lắc đầu ngao ngán, chúng tinh khôn hơn, giỏi dùng súng và nhiều mưu mẹo hơn, nhưng cũng háo thắng và tàn bạo hơn. Một lời nhắn nhủ nhiều ý nghĩa, và sau này, ông trùm sẽ thấm thía điều đó. Trong khi ông trùm còn mải mê mở rộng lãnh địa đi khắp nước và ra nước ngoài, thì bọn mafia Đài Loan, băng đảng của lão bạn già ông trùm đã ngấm ngầm đặt chân vào thành phố. Thật ra trước giải phóng chúng cũng đã từng đặt chân lên thành phố này, nhưng chỉ theo từng phi vụ riêng lẻ chứ không tổ chức hẳn băng đảng hoạt động tại Việt Nam, dù cộng đồng người Hoa khi đó khá lớn. Sau khi giải phóng cũng vậy, nhất là khi lão già mafia Huyền Vũ về nằm tại thành phố, thì hoạt động của chúng cũng chỉ là những phi vụ lẻ gói gọn trong cộng đồng người Hoa, rất kín đáo bí mật, ít va chạm chính quyền và va chạm các băng đảng người Việt khác. Sau khi lão già Huyền Vũ bị đánh bật khỏi băng đảng và biến mất vĩnh viễn khỏi cõi trần này, thì một nhóm trẻ khác trong băng đảng vươn lên nắm quyền. Dĩ nhiên, bọn trẻ thì tham vọng nhiều và chúng cần gì biết những cam kết trước kia của lão Huyền Vũ với ông trùm. Xé bỏ những nguyên tắc ngầm hoạt động kín đáo của mafia Hoa xưa nay chỉ là gói gọn trong khu vực người Hoa mà đã với sang nước người sở tại. Chúng khát vọng bay xa hơn, cao hơn và kiếm được nhiều tiền hơn. Chúng nhanh chóng bành trướng thế lực ra khỏi Đài Loan đến các nước Nam Á khác, trong đó Việt Nam là miếng mồi được quan tâm chú ý. Lúc đầu bọn chúng đến với danh nghĩa là những thương gia sang Việt Nam để đầu tư làm ăn lương thiện. Và Ali xuất hiện. Trong vai trò của một thương gia, Ali mất nửa năm để lân la khắp nơi, nắm tình hình, quan sát thời thế. Sau khi đã có một số hiểu biết nhất định về tình hình thành phố, nhất là kết thân được một số tay anh chị trong chốn giang hồ thành phố, thì Ali đã bay về Đài Loan, báo cáo với ông trùm bên ấy về kế hoạch mở rộng, thâu tóm địa bàn thành phố, chủ yếu là những dịch vụ vui chơi, giải trí, đó là nhà hàng vũ trường. Lập tức, tiền tỷ được đổ vào Việt Nam. Dần dần tự đắc, nghĩ rằng với thế lực của các ông trùm mafia Đài Loan và sự quen biết của mình với giang hồ xã hội đen có máu mặt tại thành phố, thì chẳng ai có thể làm gì. Không phải Ali không biết đến danh tiếng lẫy lừng của ông trùm, nhưng hắn nghĩ rằng ông trùm hết thời rồi. Và lại lúc này ông trùm đang tỏ ra trí thú làm ăn lương thiện. Hắn cũng nghe ông trùm tuyên bố rửa tay gác kiếm rồi và ít quan tâm đến chuyện băng nhóm giang hồ trong nước, nên cho rằng không cần chú ý. Mặc dù có người nhắc nhở Ali nên dè chừng, nhưng hắn phớt lờ. Huyền Vũ rút lui không phải ông trùm không xây dựng được mối quan hệ thân thiết với bọn mafia Đài Loan. Có, nhưng mà thân thiết hiểu kiểu như xưa thì rất khó. Nhất là ông trùm vẫn còn hy vọng bọn này biết rằng mafia Hoa thì không nên tham gia vào chuyện của người Việt. Thế nhưng bọn chúng đã phớt lờ. Vụ Ali là một ví dụ. Ông trùm cũng tự trách mình sơ hở mất cảnh giác, không ra tay ngăn chặn bọn này ngay ngày đầu đặt chân đến thành phố. Cũng vì quá mải mê bành trướng thế lực ở nước ngoài, coi thường bọn này, nên đâu có ngờ chúng dám nhảy thẳng vào trung tâm của ông trùm để làm ăn. Kể như coi thường nhau quá. Ông trùm lập tức lên kế hoạch đối phó. Ngày khai trương vũ trường, ngoài những quan chức cấp quận, thành phố đến dự còn có khá nhiều tay anh chị dữ dằn, gồm mấy võ sĩ người Campuchia, mặt sắt đen xì, chưa kể mấy tên ma cô hồn đất Bắc. Các ông chủ Đài Loan cũng cử người đại diện sang tham dự lễ khai trương nhằm kiểm tra đánh giá tình hình để đầu tư lâu dài. Sau màn múa lân hoành tráng, rồi các ca sĩ nổi tiếng của thành phố thi nhau lên hát, còn có mấy nghệ sĩ người Hồng Kông biểu diễn, người xem đông hơn hội, tiếng vỗ tay ầm ĩ. Liếc nhìn người đại diện, các ông chủ ngồi hàng ghế đầu cùng các quan khách đang khoanh tay ngồi im, vẻ mặt không biểu lộ bất kỳ điều gì, nhưng Ali biết chắc rằng hắn ta rất hài lòng. Trong băng đảng, vị trí của Ali đến nay vẫn chưa là gì. Trong tứ đại thiên vương của băng đảng là Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ, thì Ali không dám mơ ước, nhưng chỉ ít cũng phải xếp sau Bạch Hổ nếu tính về khả năng. Ali tự đánh giá mình như vậy. Sau nhiều lần cầu khẩn van nài, thì cuối cùng mấy ông chủ mới đồng ý cử Ali qua Việt Nam làm ăn. Hắn có lợi thế bởi vốn là người Việt gốc Hoa, gia đình bà con họ hàng có khá nhiều ở chợ lớn, dù sau 1975 đến 1979 thì một số chạy qua Thái Lan, Hồng Kông. Chính nhờ vậy, khi vừa đặt chân đến thành phố, Chỉ thời gian ngắn sau đó là Ali đã thiết lập được nhiều quan hệ quen biết từ các cấp chính quyền đến các băng nhóm giang hồ. Nhìn về bên ngoài của hắn bây giờ, chẳng ai có thể phân biệt được hắn là người Việt hay người Hoa. Sau nhiều ngày vung vít tiền bạc của băng đảng để ăn chơi, nhưng thực chất là điều nghiên nắm tình hình, Ali quyết tâm xin vào đầu tư lĩnh vực mở vũ trường là vì như vậy. Hắn cho rằng chỉ có kinh doanh vũ trường mới thu được tiền lãi nhanh, nhưng quan trọng, qua đó có thể mở rộng những hoạt động khác của băng đảng. Ali đang cấp khởi hy vọng sau cuộc khai trương thành công này, vị trí của hắn trong băng nhóm sẽ được thay đổi. Trong lúc đang mơ màng, thốt nhiên một thằng đệ tử chạy như bay vào, rón rén lách qua từng hàng ghế của quan khách đến bên ông chủ, ghé tai Ali thì thầm to nhỏ. Ali đứng phát dậy, sau cái vẩy tay của hắn thì mấy thằng cô hồn dưới lớp vỏ nhân viên từ bên trong lừ lừ đi ra, cộng thêm mấy tên võ sĩ người Campuchia của Ali cũng theo bén gót. Đi ra cửa, tất cả diễn ra rất nhanh, kín đáo nhưng không thoát khỏi đôi mắt cú tinh danh của gã đại diện khuất sau cặp kính dài cộp. Một tớ thịt bên má của gã hơi nhúc nhích. Không phải là một đám giang hồ lẻ tè các ké nào đó không biết chuyện dám đến gây sự quậy xin đều, mà là kẻ có máu mặt. Có thế mấy tên vệ sĩ của Ali mới buộc phải vào xin ý kiến, bởi không dám hành động, chúng sợ. Té ra người quen cả. Mấy thằng con cháu của cậu Năm thấy chiêng trống rộn rã nên tò mò ghé qua. Xin vào, nhưng bảo vệ không cho vào nên có chuyện. Nhìn thái độ vênh váo khiêu khích của mấy thằng đệ tử ông trùm, chưa kể lớp đó xa xa còn một đám giang hồ nữa, và tất cả đều ở tư thế lao vào trận chiến thì Ali chột dạ. Thật bất ngờ, trong cả nửa năm nay thì ông trùm luôn im lìm, không hề có một phản ứng gì trước chuyện Ali đến thành phố này quậy. Thì lão đã chọn đúng ngày này cho người đến phá đám. Dòng tố đến, Ali nuốt giận, nói nhỏ với thằng cháu của ông trùm rằng hôm nay đang là ngày khai trương, có đông đảo quan khách cấp quận lẫn thành phố đến dự. Xin ông trùm nể mặt giữ yên cho quan khách và hắn sẽ thân trình đến gặp ông trùm sau. Trùng trình mãi một lúc lâu, dù cho rượu thịt được dọn ra bàn, bia rót đầy ly, kể cả phong bì ngày khai trương với mấy món quà để sẵn trong túi áo dúi vào tay, nhưng bọn kia vẫn cứ ấm ờ. Số điện thoại của ông trùm mà Ali liên lạc luôn ngoài vùng phủ sóng. Cuối cùng sau buổi khai trương hôm đó thì đã được tạm yên khi bọn kia đột ngột rút lui mà không nhận quà. Khi đi ngang mấy người vệ sĩ Campuchia của Ali, một thằng trong nhóm con cháu của ông trùm sổ nho bằng tiếng Campuchia, làm đệ tử của Ali giận tím mặt. Cũng may, mặt mày của chúng nó vốn đen thui nên chẳng ai biết nó giận dữ đến cỡ nào. Nhưng chắc rằng giận lắm, và ông chủ của nó cũng giận tím mặt mày nhưng đành nuốt nó vào trong lòng. Trước khi bay về Đài Loan, gã đại diện chửi vào mặt Ali như xối nước về chuyện ấy. Chẳng là về Đài Loan báo cáo với ông trùm thì Ali khoe khoang là đã nắm được toàn bộ giới giang hồ, xã hội đen của thành phố này. Và các ông trùm có thể yên tâm đầu tư lâu dài vào thành phố. Thế mà... Chẳng thèm nghe Ali thanh minh, gã ta ra lệnh. Bằng mọi giá, Ali phải diện kiến trước ông trùm, xin lỗi và lôi kéo lão ta vào vụ làm ăn này. Nếu không thì đừng có trách. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 6 của Bí mật một vụ án. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 7. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.